Ai chà, cô giỏi solo bài ván đấy. Ok, nhào vô. Ai à, đấy anh em ạ. Hôm nay sáng nay tôi dậy sớm, tôi đi chạy bộ. Xong rồi tôi tiện thể tạt qua sân tennis để làm bài ván solo anh em ạ. Giờ tôi sẽ thể hiện cho anh em xem là cái trình độ của tôi như nào. Cho anh em chưa biết thì tôi là một cao thủ tennis anh em ạ. Bà cô này làm sao mà thắng được tôi. Nope. Uầy, không sao, thua kèo này ta bày câu khác, làm lại. Hứa. Bà cô đỡ này. Ui, bà cô ấy đánh hay thật sự luôn anh em. Làm lại nào. Ui, thôi toang rồi. 12 seconds later. Đấy anh em ạ, sau vài chục hiệp thì vẫn không phân thắng bại. Nhưng mà cuối cùng thì tôi lại thua anh em ạ. Công nhận bà cô ấy đánh hay thật. Nhưng mà không sao, hôm nay tôi sẽ là một lính cứu hỏa. Mọi việc sẽ diễn ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go. Ok, bây giờ thì tôi sẽ đến cơ quan làm việc luôn anh em ạ. Không để qua nhà lỡ mất thời gian ra. Hả? Chỗ kia sao nhiều công an vậy? Ui, các đồng chí đang làm gì xe tôi vậy? À, chúng tôi đang tìm xem mà không biết là ai để xe ở đây đây. Hóa ra xe của cậu à? Đúng rồi, đây là xe của tôi mà. À, tôi nhắc cho cậu biết này. Chỗ này là chỗ dành cho làn đường cho người đi bộ nhá. Không phải chỗ để đỗ xe đâu. Ơ, travel đây. Hả? Ơ, Michael à? Cậu làm gì ở đây vậy? Ôi giời, tôi vừa vào kia làm tí tennis này. Đội của cậu đã qua đây rồi. Ôi, dạo này khỏe chứ? Vẫn khỏe như trâu ấy. Mà này, là cậu là cán bộ, cậu phải nghiêm túc chứ. Tại sao đỗ xe ở đây vậy? Ờ thì tôi xin lỗi được chưa? Tôi quên. Thôi rồi, toàn chỗ người nhà cả. Lần này tôi bỏ qua đấy nhá. Ờ, cảm ơn đồng chí travel nhá. Được rồi, cậu di chuyển chiếc xe này xuống đi. Ờ, chỗ anh em chúng tôi này đi làm việc tiếp đây. Ờ, các đồng chí làm mạnh khỏe nhá. Bye các đồng chí. Uầy, đi cẩn thận đấy. Đây anh em ạ. Uầy, vừa nói dứt câu xong mà. Buồn cười thật đấy. Thôi bây giờ tôi sẽ lên cơ quan luôn anh em ạ. Uầy, lấy khẩu, lên đường thôi. À, ông chú chơi vụ mà tôi nói với các bạn ở tập trước ấy. Thì đấy, ông chủ travel của tôi là mà cảnh sát trật tự anh em ạ. Nói chung là cũng oách. Hai bọn tôi thì công tác ở hai nơi khác nhau. Nên là giờ mới có dịp gặp nhau đấy anh em. Bữa này tôi cũng mới tạo cái con xe này. Anh em thấy ổn chứ hả? Đấy, cũng khá là đẹp luôn. Tôi sẽ dùng con xe này đến cơ quan xem mà đồng nghiệp của tôi có trầm trồ không. Đấy, tôi đi một lúc thì cũng đã gần đến chỗ cơ quan mà tôi làm việc rồi. Hôm nay thì tôi vẫn nằm ở cái chỗ như mọi hôm thôi. À, chỗ sở trụ sở công an thành phố nha anh em. Đây, đến đây rồi. Come on, come on, let's go man. Đấy, đã đến nơi rồi anh em ơi. Đây, có hai đồng chí đang đứng ở canh cửa này. Này, các cậu mở cửa cho tôi đi chứ. Ờ, à, em chào sếp ạ. Sếp chào em chút nha. Rồi, ok. Đây anh em ạ. Uầy, sao lại có một người đứng lại này? Uầy, xe đẹp đấy nhở, cho xin kiểu ảnh nhé. Uầy, nhanh lên anh Giai, em vào trong trụ sở đây. Đấy anh em ạ, xe đẹp cũng khổ. đây rồi. Tôi sẽ đỗ xe vào trong cái khu gọi là xe của cơ quan luôn anh em ạ. Đây. Uầy, đi đỗ khéo khéo tí không xước xe chết. Xe mới mua mà anh em. Uầy, rồi ok. À mà giờ tôi mới nhớ ra là xe mới mua có tiền bảo hiểm mà. Cứ vào quẹt thoải mái đi chứ. À đây, có một đồng chí đi làm sớm này. Hey there. Ôi, chào đồng chí nhá. Ôi chào cậu. Rồi bây giờ tôi sẽ lên chỗ cơ quan để tôi thay quần áo để làm việc đây anh em. Ôi, hôm nay tôi đi bên đường bên này luôn. À thôi, tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Đi đường trong cái hầm này cũng được. Ơ, mà sao mình không phi xe vào luôn nhỉ? Ôi, đúng là một quyết định sai lầm mà. Thôi nhỡ đỗ ở kia rồi thì thôi, chạy bộ vậy. Chạy bộ thì cũng như là tập thể dục thôi anh em. Nói chung là tôi là một cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì mấy cái vấn đề này thì quá là bình thường luôn. Coi như là rèn luyện thể lực luôn. Có cái gì đâu mà. Đây rồi. Phòng của tôi thì nó ở trên tầng 3 cơ. Nhưng mà tôi phải đi qua cái phòng thay đồ cái đã. Hôm nay tôi không về nhà nên là không có đồ để mà thay anh em ơi. Đây rồi, trong cái phòng thay đồ ở trong này. Đấy, tôi nhớ rõ luôn mà.
Nói chung là cái chỗ này tôi cũng làm được hơn 5 năm rồi, nhưng mà thi thoảng cũng hơi bị nạc anh em ạ. Thế mới buồn cười chứ. Thế ở đây rồi. Đây là cái tủ thay đồ của tôi này. Đấy. Nếu mà nói chung là cảnh sát thành phòng cháy chữa cháy ấy, thì nếu mà chưa có cái vụ gì thì mình cứ làm ở cơ quan thôi anh em ạ. Nhưng mà cái đồ này thì tôi mod cũng là khá khá chi tiết anh em ơi. Đây, nhìn cũng khá là Việt Nam. Đây, bên trong này là cái khu nhà vệ sinh anh em. Đó. Nhưng mà nhà vệ sinh này thì tôi thấy có vẻ hơi bừa bộn. Năn nữa thì tôi sẽ bảo mấy đồng chí xuống dọn. Tôi thì cũng định làm một cái video review cho anh em xem cái trụ sở này, nhưng mà nó rộng quá nên là tôi sẽ cho anh em xem qua từng tập một nha. Đấy. Ở chỗ này là gọi là cái khu phòng giam ấy anh em. Đây, các đồng chí ở trong này này. Đây là cái phòng để kho áo giáp hay vũ khí ấy. Không biết có phải không nhỉ? Hình như là thế anh em ạ. Đấy. Chào các đồng chí nha. Rồi, chào các cậu nha. À, em chào sếp. Đây anh em ơi, trong này là cái khu giam các phạm nhân này. Đấy, anh em thấy chưa? À, còn đây là gọi là quản giáo anh em ơi. Nhìn chất thật sự luôn chứ. Thôi, tôi bây giờ tôi sẽ lên phòng của tôi làm việc thôi. Không linh ta linh thuyên nữa. Tôi thì cũng muốn ra nhiều video cho anh em xem ấy. Nhưng mà vì tính chất công việc của tôi nên là tôi cũng cố gắng là một tuần ra một video cho anh em xem. Anh em phải thông cảm tôi chứ. Tôi cũng phải nghĩ gọi là ý tưởng. Nếu mà anh em có ý tưởng thì hay thì cứ comment ở dưới để tôi lên ý tưởng để làm video nha. Đấy. Đây cái khu này là cái khu mà tôi hay để các sếp hay đi họp ấy. Đấy. Chỗ này thì ở cái tập trước thì tôi cũng đã làm rồi. Nói chung là hôm nay thì mọi người không đến làm căn cước nữa. Bởi vì hôm trước thì mọi người đã làm rồi. Hôm nay thì không thấy ai, chắc là mọi người làm hết rồi anh em ạ. Còn nếu mà còn ai trên làm thì cũng đến làm khoảng 1-2 người thôi. Đấy, cái phòng của tôi nó ở trên tận tầng 3 cơ. Đi lên khá là lâu. Quên mất sao mình không đi thang máy nhỉ. Lại đi thang bộ cơ, mỏi cả chân. Đây rồi. Ô, chào các đồng chí nha. Ô, chào cậu nha. Ui, anh em làm gì vậy? Thì đang đứng nói chuyện đàm tiếu qua lo linh tinh ấy mà. À thế à. Ui, mọi người làm việc chăm chỉ quá nhỉ. Giờ tôi mới đến làm này. Nói chung là cái bộ quần áo xuân hè của tôi ấy, thì tôi quên tôi để ở nhà mất rồi. Nên là phải mặc tạm bộ cái bộ quần áo thu đông anh em ơi. Nó cũng khá nóng nhưng mà nhìn trông ngầu chứ hả? Ngầu lòi luôn đấy chứ. Theo tôi được biết ấy, thì cái bộ này chỉ mặc công an ngoài Bắc mặc thôi anh em ạ. Bởi vì trong miền Nam ấy thì trời nó nóng. Nên là mọi người chỉ gọi là mặc quần áo xuân hè thôi. Tức là áo cộc đấy anh em. Đấy, ở đây thì tôi mặc gọi là áo sơ mi các thứ, đeo cà vạt. Đấy, tôi nghĩ là công an trong Nam thì nếu mà trời có trở lạnh ấy thì họ sẽ mặc thêm một cái áo khoác mỏng thôi. Đấy, nói chung là thế. Đấy, hôm nay tôi làm cái phòng của tôi chill quá anh em ơi. Trời, ngồi ngắm cửa sổ, chim bay, gió thoảng các thứ. Ui, có điện thoại à? Ui, hình như là điện thoại bàn anh em ạ. Để tôi nghe thử xem nào. Chắc là có việc rồi đấy. Alo, đường dây nóng của 114 xin nghe à? Alo anh ơi, hiện tại thì cái khu chung cư Vinhome nó đang có một cái máy bay nó bị đâm vào anh ơi. Hiện tại lửa đang cháy rất là to, mong các anh đến sớm. Rồi ok, chúng tôi sẽ qua ngay bây giờ. Đó anh em ơi, vậy là bây giờ chúng tôi có việc phải làm rồi. Come on, let's go man. Ôi, các đồng chí ơi, mau đến hiện trường đi nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy xuống phòng dưới kia tôi thay cái bộ phòng cháy chữa cháy anh em ạ. Đây rồi. Ui, sao cái đường nó xa thế nhỉ? Mình phải nhanh chóng lên mới được. Để câu, lấy câu, lấy câu. Phải nhanh chóng lên chứ không thì không kịp cứu người mất. Anh em ạ, tôi đang chạy hết tốc lực rồi đây. Khá là mệt đấy. Ui, sao tôi bị mắc rồi anh em ơi? Lỗi game à? Đây rồi. Chính là cái phòng này. Đây, thay quần áo mau nào. Ôi, nhầm phòng. Bên này. Come on. Đấy, xoài. Nhìn mặc bộ này, nhìn trông ngầu lòi luôn anh em ạ. Cho những anh em chưa biết thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là của bộ công an nha anh em. Đấy, hồi trước thì tôi cứ nghĩ là lính cứu hỏa là của một bộ khác cơ. Nhưng hóa ra không phải. Sau một thời gian nghiên cứu thì tôi cũng biết là
lính cứu hỏa cũng là công an. Đấy, nói chung là cảnh sát luôn anh em ơi. Nếu mà không có việc gì thì cứ gọi là trực ở cơ quan thôi. Nếu có việc như bây giờ là anh em chúng tôi là phải lên đường đây. Tôi thì luôn mong muốn là tôi thất nghiệp, không có việc để làm, không có những bãi cháy, đám cháy lớn diễn ra đấy. Thôi, lên đường thôi các đồng chí ơi. Mau chóng lên nào, let's go man. Đấy anh em thấy không, sân sau của cái cơ quan này thì đã đỗ sẵn xe rồi. Ui, tôi bị nhầm xe anh em. Đây, xe bên này cơ mà. Nhầm. Đấy, sân sau nó đỗ sẵn xe này nào, có việc là lên đường luôn anh em ơi. Không chần chừ gì cả. Come on, lên nhanh lên đấy các đồng chí ơi. Ui. Rồi. Lên nốt đi nào. Rồi, lên đường thôi. Ui, tránh đường cho xe cứu chữa cháy nào. Rồi, các đồng chí ơi, mở cửa cổng đây. Rồi, ok. Đấy. Giờ tôi bảo các đồng chí mới mở này. Đáng lẽ phải nghe tiếng xe còi hú của cái là mở ngay chứ, đúng không anh em? Đấy, come on. Giờ tôi sẽ đến hiện trường của vụ cháy đây. Hy vọng là không có thương vong nhiều gì nhiều về người. Đấy. Tôi nghe lúc nãy là cái máy bay đâm vào tòa nhà này. Khả năng là thương vong cao. Uầy. Sau một hồi chạy hết tốc lực thì tôi cũng đã gần đến nơi anh em ạ. Chỗ này đang gọi là khá vắng vẻ. Mọi người đã nhường đường cho xe chữa cháy để đi đây anh em. Rồi, come on. Rồi, thì gần đến nơi rồi. Mọi người chờ tôi nha. Rồi anh em ơi, tôi đến nơi rồi. Ui, các gọi là đồng chí gọi là có quanh cái khu vực đấy gọi là đã đến gọi là rất là nhanh hơn bọn tôi. Và tôi xuống đây. Uầy, mọi người đang tập trung nơi đông quá. Đang quay phim chụp ảnh này. Livestream mọi người gọi là chụp ảnh đăng Facebook các thứ này. Uầy. Mọi người tránh đường cho cứu nạn cứu hộ vào nha. Đây. Uầy. Trong này, uầy. Anh em thấy chưa? Cháy to quá nhỉ. Chứ tôi nghĩ là chiếc trực thăng nó đã đâm vào trên mái của cái tòa nhà này. Nó gây ra một cái vụ từ trường nên là gây cháy lổ xung quanh trên đây chăng. Rơi xuống này. Uầy. Có cả cứu thương công an các đồng chí đến đây rồi này. Giờ tôi đã phi vào kia để dập chiếc cháy luôn. Rồi chỗ này đầu tiên này. Bịt luôn. Tắt đi, tắt nửa đây. Ôi, đấy, được rồi. Được một vũng rồi anh em ơi. Thế là hết một bãi cháy rồi. Come on, câu lên tiếp nào. Ôi, các đồng chí đang sửa chữa lại chỗ này anh em ơi. Anh em thấy chưa? Cháy đen hết cả khu này. Ghê quá trời. Trong đây các đồng chí đang sửa lại cái ổ điện à. Ôi, tình hình như thế nào rồi các đồng chí ơi? Giờ tôi sẽ đi lên kia tôi chữa cháy tiếp thôi. Come on, let's go. Ui, nó bị mắc ở đây sao anh em ạ? Tôi không trèo lên. Đây rồi. Uầy. Vụ này ghê này. Có lẽ là những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu hết rồi anh em ạ. Giờ đang gọi là còn cái đám cháy còn lại là phải dập tắt nó đi chứ. Người ở bên trong thì tôi không biết là như nào nhưng mà ui, các đồng chí đang sửa này. Chỗ này cháy to đấy nhỉ. Tôi dập cái đám này đi đã. Để mở đường để nó lên trên tầng chứ. Lao. Tắt đi. Uầy. Ổn thôi. Ok, come on. Lên tiếp thôi. Đấy anh em ơi, tôi đã lên cái tầng tiếp theo rồi. Ui, trên này có cái khu, cái mảnh máy bay nó rơi xuống này, cái mảnh mái tôn này. Dập tắt luôn chứ còn gì nữa. Ôi, rồi, ngon. Tiếp theo nào. Ôi, đồng chí ơi, cho tôi đi nhờ cái. Ui, anh em thấy ngoài chỗ kia không? Cháy quá trời luôn. Tí nữa tôi sẽ dùng cái xe để tôi phụt cái vòi lên. Chứ tôi không thể ra ngoài đấy được. Rồi, trèo lên đây rồi. Ui, lên đỉnh rồi anh em ơi. Cái chỗ điều hòa này đang bị cháy này. Ui. Cái bộ này nó gọi là phòng cháy mà. Sao nó vẫn bị cháy nhỉ? Nhưng mà tôi không có cảm giác nóng anh em ơi. Ui, tí nữa lại rơi xuống. Nguy hiểm thế. Ui, tôi đã phụt chỗ này cho là hết tắt luôn, dập lửa luôn. Và cái khu này như kiểu lửa khô anh em ơi. Này, tôi đã phụt nhưng mà nó tắt rồi nhưng mà nó vẫn để lại một cái hình này. Rồi. À, đồng chí theo tôi đi. Nhầm. Mình đang đi ở trên nóc nhà để chữa cháy mà.
Ơ, có một đồng chí làm sao này anh em ơi? Ui, đồng chí bị sao ấy? Hả? Hình như là có vẻ như là bị mất nước nhiều quá đấy. Thế à? Cho xem nào. Ê, đồng chí ổn chứ? À, tôi hơi bị nóng thôi. Tôi thấy mệt trong người quá. À. Đây, chắc đồng chí cứu được vài người rồi đúng không? À, tôi cũng cứu được khá khá người rồi. Thôi đồng chí. À, thôi không sao, chỉ hơi choáng một tí thôi. Ê, đồng chí cẩn thận đó. Rồi, đồng chí vào trong kia nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây để tôi. À, cảm ơn cậu nha. Rồi, không có gì đâu. À, có vẻ như là đồng chí đấy hơi bị choáng anh em ạ. Giờ tôi sẽ ra kia giúp đỡ các đồng chí luôn. Đây anh em nhìn này. Cái trực thăng này nó bị đâm vào cái tòa nhà này ấy, anh em ơi. Đấy, nên là nó bị cháy đen luôn. Ui, không hiểu chắc là có bị trục trặc kỹ thuật nên là nó đã bị rơi xuống đây chăng? Tôi đoán là vậy. Nát nữa thì đội cảnh sát sẽ đến đây để điều tra xem là nguyên nhân nó là cái gì. Còn đội tôi đã đưa những người bị thương hoặc là chữa cháy đi ấy rồi anh em ạ. Đấy, ui. Rồi, bây giờ đến như gọi là cái chỗ điều hòa nó đang bị cháy này. Đồng chí đang gọi là sửa lại à? Rồi, hai cho tôi đi nhờ cái nhá. Đây, tôi nhìn xuống dưới đây xem nào. Toàn cảnh vụ việc luôn anh em ơi. Đấy, ui, thấy chưa? Dưới này đông quá anh em ơi. Giờ mà rơi xuống đây một cái thôi là ngủm luôn đấy chứ. Sao mà đỡ được? Đây rồi. Tôi chạy ở đây rồi. Đường này có đi không ta? Ồ, nó bị mắc rồi anh em ạ. Thế chắc là tôi phải quay lại đường kia rồi. Tôi đang định chui qua cái đường này để đi sang bên kia ấy. Uầy. Rồi, đồng chí tôi nhờ cái. Uầy, sorry đồng chí nha. Không sao. Đấy. Chung là bây giờ mà trượt chân rơi xuống đây thôi là cũng mệt đấy. À, tôi sẽ đi xuống dưới kia xem là có việc gì không. Trên này thì nói chung là mọi việc cũng tạm ổn rồi anh em ạ. À, xuống thôi. Come on, let's go man. Đây anh em ạ. Uầy. Anh em thấy không, tôi không biết là trong cái khu kia đã được dập tắt chưa. Nhưng mà tôi vẫn thấy khói bốc lên anh em ạ. Tôi nghĩ là đấy gọi là tàn dư sau cái trận mà bọn tôi vừa xịt nước vào ấy. Nên là giờ nó vẫn còn hơi khói đấy. Rồi. Đồng chí cho tôi nhờ cái. Đấy. Cái khu này, ôi, anh em thấy chưa? Khói nhiều quá. Tôi nghĩ là đã các đồng chí ở dưới thì đã dập được nửa ở trong rồi. Nhưng mà nó vẫn còn âm ỉ. Giờ tôi sẽ xuống tôi lấy cái xe xịt, tôi lấy vòi xịt to tôi xịt. Ôi. Các đồng chí ôi, người này có bị sao không? Hả? Người này đang bị bỏng nặng này. Rồi băng bó quanh người luôn. Đây các đồng chí bên cứu thương thì cho lên xe đi, di chuyển đi. Đây rồi, tôi sẽ dùng con xe này tôi xịt vào trong cái khu đấy luôn. Nếu mà còn âm ỉ là nó sẽ dập tắt luôn anh em ơi. Feed now. Đen. Đấy anh em thấy chưa, tôi xịt vào cái là nó bớt khó ngay. Tuổi gì đâu mà. Từ từ cái khu này hơi đông người. Có lẽ là tôi phải chuyển sang bên cái xe kia để tôi xịt thôi. Chứ cái xe này thì nó không xịt được sang bên kia. Đấy, vòi nước nó khá là giới hạn. Đây là bên này. Đấy, tôi sẽ dùng con xe bên này. Đấy. Come on, let's go man. Xem tôi xịt đây. Đấy, sao. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi xịt một cái là khói nó bớt hẳn ngay luôn. Đấy, không còn âm ỉ cháy luôn. Rồi. Mọi người phóng sự này chắc chắn là sẽ được đưa lên thời sự rồi anh em ạ. Rồi, cái vụ này. One hour later. Ôi, sau một lúc làm việc thì tôi khá là mệt rồi anh em ơi. À, tôi phải ngồi nghỉ một tí đã. Cho các đồng đội làm tiếp thôi. Trong cái đám này thì cũng gần xong rồi, không còn việc gì để làm rồi. À, mệt quá, mỏi hết cả người. À, đúng là mọi người nếu mà nhà có thiết bị điện tử hay là đồ dễ cháy lổ thì anh em nhớ cẩn thận nhé. Tôi có điện thoại này, ai gọi giờ này vậy? À, xem nào. Alo, ai đây? Alo, chú Michael à? Ờ, tao đây. Cháu Phan Nhiên đây, hiện tại nhà chú đang phát cháy đây này. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang có mặt ở nhà chú đây, chú mau chóng đến nhá. Hả? Có chuyện vậy sao? Ok, giờ tao qua luôn. Mày ở đấy giúp đỡ anh em đi nhá. Vâng. Rồi.
Rồi không ổn thôi anh em ơi. Giờ tôi sẽ về nhà của tôi đã. Không hiểu tại sao nhà tôi lại bị cháy anh em ạ. Trời ơi. Tôi hoảng quá. Thôi. Tôi đi một mình luôn, đằng nào các đồng chí cũng đã đến đấy rồi. Ôi, nhanh nào. Ôi, mọi người tránh đường cho xe chữa cháy nha. Ôi, anh em ơi, tôi lo quá, không biết là vợ con của tôi có bị sao không. Tôi phải đạp ga nhanh hơn mới được. A few minutes later. Ôi, sau một lúc đi thì tôi cũng gần đến rồi anh em ạ. Ôi, nhanh nào. Tôi không thể chờ lâu được hơn đâu. Giá mà xe của tôi nắp được thêm cái cơ quả tên lửa, tôi bắn bùm phát đến. Rồi, đây rồi, đến nhà tôi rồi anh em ơi. Rồi, công an đang ở đây rất là đông, mọi người bao vây cũng khá là nhiều. Quay phim chụp ảnh đây. Ôi, hy vọng là vợ con của tôi luôn bình an. Come on. Rồi, thôi để xe luôn đây đi. Ôi, chào các đồng chí. Ô, anh Ninh, mọi việc sao rồi? Ơ chú Michael, chú đến nhanh thật. Tao mà không nhanh thì sao? Mọi việc sao rồi? Thì bọn cháu đã gọi là dập lửa quanh xung quanh đây rồi, nhưng mà bên trong thì không biết như nào. Hả? Thế sao? Được rồi, để tao vào thật. Tôi sẽ phá cửa tôi vào anh em ạ. Ôi, cái khu này không biết máy nó còn chạy không. Ôi, máy có cái gara của tôi thì nó vẫn còn hoạt động anh em ạ. May quá lửa cháy điện nó vẫn hoạt động. Ôi. Rồi. Ổn. Thế là có một đường để chui vào nhà rồi. Hey, cô men, vào. Ôi, mọi người có ai ở trong nhà không? Ôi, người giúp việc ở nhà tôi này anh em ơi. Ôi, sao lại nằm đây thế? Chết rồi, khả năng là bị nhiễm khí độc rồi anh em ạ. Tôi sẽ đi cửa lấy ra. Ôi, anh em ơi. Ôi, bị cháy anh em ơi. Lỗi game. Ôi, phát này cứu người hơi hoảng anh em ạ. Ôi này, Phanh Ninh, xem thử cô ấy có bị sao không? Ôi. Cái bộ đồ này á, nó phòng cháy nhưng mà nói chung là anh em nhìn thấy thì tôi bị cháy thế thôi, nhưng mà tôi không hề nóng tí nào luôn. Tôi xem là cái phòng con gái của tôi nó còn ở trong này không. Ui, bị nhiễm khí luôn anh em ạ. Ui, để tôi kéo cái đứa con của tôi ra ngoài đã. Come on, để câu. Qua cửa đấy luôn. Không được. Tôi đi cửa đấy thì nó bị cháy mất. Thế rồi, đi cửa sau. Đây, mang ra cho chú Phanh Ninh cứu. Phanh Ninh, ở đây, xem cho ta con gái của ta xem có bị sao không. Ok chú. Ui. À, cái cửa chết tiệt này. Quên mất, không, cái bình chữa cháy của tôi nó bị hết rồi anh em ạ. Đây. Ui, con trai của bố ơi. Ui, trong này cháy to thế. Ui, con trai có sao không? Ơ, bố, mày đúng là bị dở hơi à? Sao mày nằm đây? Đi ra ngoài theo ta mua lên. Ta đã mở cửa thông rồi. Ôi, không biết là có việc gì. Ôi ôi, vợ ơi, sao lại vợ nằm đây vậy? Ôi chồng, đi ra ngoài đi chứ còn gì nữa, lại còn nằm đấy. Nhà đang cháy đây này. Đấy anh em ơi. Come on. Tôi không hiểu là sao nhà của tôi lại bị cháy như thế chứ. Ôi, cái đường này. Đây mọi người ơi, đi được cửa sau nhá. Cửa trước thì nó chưa đang bị cháy đấy, chưa được thông đâu. Đây bên này. Mau lên. Trời ơi, vợ con tôi nó cứ đi bình thường ấy anh em ạ. Trời ơi, thế mới tải chứ. Ra ngoài đây đi. Come on. Rồi, đây rồi. Vợ con tôi đã ra ngoài đây rồi. Rồi, tôi ra xem nào. Thế là gia đình của tôi đã đoàn tụ rồi anh em ạ. Mong là không có ai bị gì. Rồi, của cô giúp việc mới ở con gái của tôi. Ui, Phanh Ninh, mọi việc như nào rồi Phanh Ninh? Ê, cháu thấy là mọi người chỉ là bị hơi ngạt khí thôi chú ạ. Ôi, được đấy nhỉ, chú chữa này đúng là thiên tài đấy nhỉ. Ui, sao đúng là một nhân tài trong đội phòng cháy chữa cháy. Cháu mà lại cái nhà làm sao mà bị cháy vậy. Thôi để tôi chạy ra đây, tôi dùng cái xe này tôi xịt vào vò nhà cho nó đỡ cháy anh em ạ. Dập tắt hết lửa ở quanh này đã rồi tính sau. Rồi, come on. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi xịt một lúc rồi là tắt luôn cả cái đống kia luôn đấy chứ. Nào. Rồi, xịt bên trên nữa. Ui. Bên kia. Xịt luôn từ tầng 2 tràn luôn cả vào trong. 2000 years later. Đấy, sau một hồi chữa cháy thì nhà tôi cũng đã hết rồi anh em ạ.
cái vụ việc này là do vợ tôi là không bất cẩn để không để ý ấy. Thế là lấu lướng đã bị chập cháy một chỗ vài chỗ nên là đã bị cháy nhà anh em ạ. Đấy, mọi người nhớ lưu ý là hãy cẩn thận để không gây ra hỏa hoạn cháy gì nhá. Ok, video đã dài rồi. Nếu anh em thấy hay có thể like, share, subscribe, ủng hộ mình để giúp mình có động lực ra những video hay hơn nha. Bye anh em.